chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn đó. Wow, những vị khách của tôi yêu ơi, tới đây với em đi. Ê, giờ tôi bán bình thường được không? Ví dụ giờ cho 15 phút đầu đi. Gì vậy? Trời ơi, thánh thần Hiên đụng bơ nó làm cái con que như vậy hả? Trời ơi, tao mới lơ qua tao nhìn ông già này cái là mày vô luôn rồi. Hai hàng ông cứu nội này chắc chung thuyền với nhau nè. Tao đập nó một cái đi. Mày đi đi. Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu. Chị thì cứ giỡn hoài, tao đang quýnh thằng con này. Trời ơi là trời. Thôi tao tới rồi, Messi ơi. Ok. Chị ok ok bà nội mày. Ê tiện không? Có thằng nào cầm cái chổi đi ông qua quét giùm tao đóng cái đống bừa bãi đi giùm cái. Quỷ nội ơi, cái tiền là một tiếng có được 22.000 à. Đền cái cửa mất nửa năm tiền lương rồi chứ mấy. Quét. Bà nội mày, mày dậy với tao không? Mày thích kiểu gì mày nhảy vào mày ăn tao đi. Nể mày là em của anh Jack ơi, mày mặc đồ màu vàng rồi tao nể mày là đom đóm mà tao không có làm gì mày đâu. Hứa luôn á, hôm nay tao không làm gì, hôm nay tao hiền lắm. Trời ơi, trời ơi, ông cứu nội ơi. Thánh thần Hiên đụng bơi. Mày giỡn mặt hả? Mày đồng loại thằng kia phải không? Hai thằng ông cứu nội mày. Biến về hết cho tao. Tao là nhân viên nha, có tên đàng hoàng luôn nha. Nhân viên xuất sắc của năm nha. Mày làm gì khó coi là ăn gậy liền nha. Yeah. Gì vậy, gì vậy, nhịn gì, tía tía. Tía tía, mặc cái áo, đừng bỏ áo lại giùm được không? Áo này đơm đớm quá. Tôi là tôi kỵ đơm đớm nha. Tôi là tôi kỵ đơm đớm á. Rồi bà già đây nữa, bà già đây nữa. Trời ơi, đã dữ vậy trời. Hổm nha, hổm nha, chị quá hổm rồi nha. Chị đợi em đi, chị đợi em đi. Chị bước ra khỏi cửa là cái quần chị ở trong này nè. Trời ơi, bà bước ra khỏi cửa tôi lột quần bà luôn à. Bà đợi đi, bà đợi đi, bà đợi đi. Rồi bước ra lẹ. Tôi quýnh bà liền luôn. Bà giỡn mặt với tôi hả? Còn thằng ông cô nội này nữa. Còn sao, có gì không? Nãy mai là tao tha cho mày á nha, mày hử mày quăng nó đi. Ôi mày, tao nói giỡn mày làm thiệt mày. Trời ông cứu nội cha mày. Trời ơi, tao nói giỡn mày làm thiệt mày. Trời ơi là trời, mày hổn dữ vậy. Ba má mày không dạy mày thì để tao dạy. Trời ơi, thánh thần Hiên đụng mơ, tao nói mấy lần rồi. Này sao kêu mẹ dắt đi nha. Trời ơi trời, mấy tuổi mà già dữ vậy con. Hôm nay KPI của mình trong livestream và trong game bán hàng này mình phải đạt được Ôi, hơi mệt quá. Live xong tắt mẹ chứ đạt gì. Mày làm gì đây, chạy đâu vậy? Tao thấy mày từ xa mày đi lại, tao tưởng mày bình thường lắm. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Biến biệt. Tao đã mong chờ mày sẽ đi tuốt miệng qua bên lối đó để mày đi về. Ê thằng này. Biến nhuộm biệt. Tóc là biến, học sinh nhuộm tóc là đừng có vô đây. Rồi đó. Hát tao nghe bài Hiên Lý ơi đi, tao miễn phí cho. Nhìn là biết là fan nửa mùa rồi. Gì vậy, gì vậy? Ai làm gì vậy vậy? Ờ trời ơi, thằng quỷ đó. Cái thằng đó sang cái thằng 6677. Rồi. Bình mày 6677 với tao. Messi. Ê má, hổm tao hay nói, hổm tao nói Messi đá Euro mà Messi đâu có đá Euro đâu mày ơi. Tao ghét mấy cái thằng mà cắt đầu ba phân lắm. Bình biệt cho tao, đặc biệt là mày. Ê gì vậy, vậy vậy vậy, tao vừa mới thấy mày làm gì nha. Đã làm gì đâu. Tao vừa mới thấy mày làm cái hành động gì đó nha. Đã chạm vào đâu. Có chừng á. Ê nhìn giống Rider quá ha. Rider. Giống một trời một vực khác mỗi cái mặt. Gì thằng kia làm gì vậy? Thằng kia thằng Raider, Raider làm gì Raider? Trời ơi Raider ơi, em thích anh lắm mà sao anh làm kỳ cục vậy Raider? Mày không phải là Raider, Raider của tao hát hay đẹp trai. Thằng này là Fat Oreo. Fat. Bà nội mày, nó dơ cái ngón gì kìa. Mày rút cái tay lại liền cho tao. Trời ơi. Tao kêu nó rút, nó dơ luôn cả hai ngón. Vinh bà nội mày. Nó đi đâu một bước từ đó ra vậy? Đi đâu vậy Xuân Quân? Vinh biệt. Trời ơi, trời ơi, nó đi đã ghê, nó bước từ cửa ra nó hồn nhiên luôn á. Trời ơi, nằm cái tướng cũng hồn nhiên nữa, cung phu quá hen. Trời ơi là trời, đã giữ thần đã luôn hen anh trai. Mày nữa gặp mày hoài, mày hát bài Hiên Lý ơi tao nghe đi. Trời ơi, thánh thần Hiên Lý ơi. Trời ơi, mày nhớ mặt tao nha, tao nể mày là đơm đớm tao mới cho mày đi đó. Trời ơi, bà không phải đâm đớp biến. Gặp bà mặc cái áo màu vàng là tôi tha bà rồi. Trời ơi, chị tập về chị đẩy chồng chị hay sao vậy? Ảnh có biết chị tập ở đây không? Trời ơi, anh biết là anh xỉu đó, trời ơi là trời. Me ngay đây, em chị em là không me chị ngay dưới nữa. Coi nhân lúc em người chết hết ra được đâu. Ôi thánh thần Hiên Lan ơi, thánh thần Hiên An ơi.
Thiên mày thiệt. Đơm đớm. Trời ơi, ra gặp thánh thần thiên lý ơi, thiệt luôn má. Đơm đớm phải ngoan thì tôi mới thương. Đơm đớm này hư quá. Ok, khách hàng bắt đầu cũng thấy bình thường, nầm nượp rồi đó. Nườm nượp, nét gì vậy chú? Trời ơi, mày hai. Tao coi mày có làm rớt gì không? Cái gì vậy bà nội? Thấy cái gì vậy? Thiên biệt luôn đi. Mới ba lớn mà dựng tóc hả mày? Cái gì hao làm cái gì vậy? Trời ơi, không lo đi hát mà lo đi tập tạ. Tôi qua tôi xử luôn mới được. Là DC Hao. Vinh biệt. Mày phét chồng tao. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, vụ gì vậy. Trời ơi là trời. Ánh thần hiên lôi ơi. Trời ơi, cặp bài trùng luôn. Tụi bay vô tụi bay làm cái gì? Thánh thần hiên lý ơi, thánh thần hiên an ơi. Rồi thằng ông cũng nổi này nữa. Có bị xa đi không? Trời ơi là trời, tụi bay tụ vô đây làm cái show hát nhạc của anh Jack hay gì vậy? Vinh biệt. Giỡn hoài ní. Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi trời, trời ơi trời, trời ơi trời, trời. Trời ơi trời. Trời ơi là trời hết sọt. Trời ơi, gì chạy dữ vậy bà nội? Chồng rực hay sao chạy dữ vậy? Cô bả làm gì vậy? Tưởng đâu ở đây là cái... Ê ngủ nhắm mắt lại nha, đừng chỉ chỏ nha, ghét mấy đứa chỉ chỏ nha. Vinh biệt. Quýnh vô cái điểm G. Ê, tôi cho mày 5 giây mày lụm lên liền cho tao. 3 4. Ủa lộn. 1 2. Vinh tao điểm đến 3 là tao tốn nước bọt. Ê đợi em quýnh thằng kia chỉ là phòng vệ thôi em ơi. Rồi ê đừng hay mà. Mày báo công an giùm tao, mày báo chánh quyền á coi. Vinh biệt. Không phải tao làm nha. Phòng vệ thôi, phòng vệ thôi. Tao quýnh luôn, không có vụ phòng vệ đây nữa. Ba thằng mày đi về chung cái chuồng giùm tao. Mày đừng có đàn ở đây. Tao không có nhu cầu nghe nhạc. Tao chỉ có nhu cầu là mày vô trong đó mày mua đồ thôi. Không có nhu cầu nghe nhạc. Biến liền má, rảnh dữ vậy má. Bây giờ vậy tao nói với mày một câu nè. Kiếp giang hồ, cuộc đời anh ba đắm chém, để lại cho em một vết thương trong lòng. Đi về nhà mà hút vô đây thể hiện với ai ra oai với ai. Má ơi, tao gặp cái thằng này nữa rồi, mày đơm đớm hoài đi con ơi. Thằng em kiếm sao? Sao vậy? Sao suốt ngày đớm hoài vậy? Có nghe tao nói cái gì không? Say đâu? Say đâu? Là mình đang ăn mừng do anh Jack chuẩn bị ra MV mới hả? Vinh đi về nhà mà xem nha, liệu hồn ở đây nha, tao không thích á. Ủa lại là đi gì hao? Cố nội ơi, đập chi vậy? Có cái đủ cổ kéo kìa, mày kéo cái cửa ra đi, mày đập chi vậy cho tốn sức chứ gì em? Vinh biệt. Rồi biết rồi, làm nhiều cái nó không nên làm á. Mày có biết là cái mặt mày quánh má hồng, tao tưởng mày bị ai đánh không luôn á. Vinh biệt. Tao đánh mày đó. Ê! Ê chị ơi, tự nhiên chị sáp vô này, chị đã biết ông xấu mà còn dẻo trai nữa. Ba cái đồ dẻo trai. Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời. Ông nội ơi ông nội. Trời ơi đã dữ nè. Thằng ông nội tôi quýnh một lúc hai thằng luôn. Hai thằng ông nội tôi bay. Tôi là tôi không có dìu ông vô được rồi. Cái nết của ông thấy ghét lắm ông ơi. Cái nết của ông là ông vô ông đập đồ tôi, là tôi phải diệt trừ ông trước. Mỏ gì thấy ghét dữ vậy trời, hô dữ vậy dễ thương quá trời. Ê từ nha. Xong rồi. Tốt nhất là tao nên nghỉ game tại đây rồi đó. Vinh biệt. Tao nghỉ game nha, tao chơi tao mệt quá. Rồi ai giật hụi ông vậy, ông cứu nội. Bể hụi hả? Ai giật hụi bể hụi hay sao mà chủ hụi tìm dữ chạy dữ vậy? Rồi xem coi đóng hụi chưa. Rồi chưa đóng tao quýnh liền. Vinh biệt. Thế tao đưa về cho chủ hụi. Rồi ông già ơi ông già, ý là mình cũng cùng sống á, mình thử hương vị ở dưới trước hay sao vậy ông? Trời ơi làm gì khó coi dữ vậy trời. Xuống dưới mà có gặp Diêm Vương chào cho xuống dưới, chào cho gửi lời chào con đó nha. Vinh biệt. Anh ơi anh ở lại với em đi anh, ở lại. Trời ơi cắt cái bóng đi má, bóng dày hồng lòn à, tao tưởng ma da không á. Biến liền. Ba mẹ mày không dạy thì để tao dạy. Đánh đòn cưng ghế cưng. Thằng ông cố nội nào nữa vậy? Vinh biệt. Biến mày ai? Vợ tới vợ ơi, anh sẽ làm trải còn em sẽ là bu nha. Anh sẽ nguyện yêu em suốt cả cuộc đời. Ông nhỏ vợ tao lời mày thiệt chứ. Rồi mày xong rồi. Vinh làm biệt. Rớt đồ trước mặt tao, tao nhịn quá đủ rồi. Vợ ơi, vợ anh chuẩn bị anh tăng ca, anh không tăng ca nữa, anh đi về sớm rồi.
vợ có điều gì muốn nói không? Má sao nay vợ xấu dữ vậy, có bách cúp không bà nội? Có gắn mi giả vô không vậy? Sao nay sáu sáu quá vậy? Sao nay sáu quá vậy trời? Mày phải vợ tao không? Giờ em gọi anh bằng chải đi, anh cho em luôn cái tập quá này. Vợ vợ, thánh thần hiên ngang ơi. Oh my god, so beautiful baby. Vợ ơi, vợ vô đây nè vợ ơi. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 20, 20. Trời ơi, thánh thần hiên ngang ơi. Sợ ma thiệt cái chứ. Thiệt luôn á, bà này ơi, bà ơi, xuống lẹ. Đi về, ai sợ thì đi về. Em sợ. Cảm ơn vợ đã làm cho cái tiệm như cái quán bay lắc nha vợ ơi. Trời ơi, thánh thần hiên lý ơi. Vinh biệt. Mặc cái áo màu vàng là tượng trưng cho đơm đớm mà mày vậy mày thể hiện kỳ vậy vàng chi mới bị nhiều người ghét. Về đi vợ ơi, mai mình gặp lại nhau nha, mai mình gặp nhau nha. Ừ, mai anh với em sẽ lại hội tụ nữa, hôm nay anh nghỉ làm sớm rồi. Thôi về đi má, ai rảnh đâu tính tiền cho má, về đi tao đi ngủ, tao về tao ngủ nè.